hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên Quan thời gian ngày 17 tháng 5 năm 2009 người già lão pháp sư tịnh Công địa điểm cao hùng đại loan tập 32 Thì Phật Bồ Tát không đến để giúp bạn Thì không được Chỉ cần bạn khởi lên cái ý niệm này Có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Thế nhưng cái ý niệm này phải thật Phải thật tâm Không phải là đùa giỡn Nguyện tâm vừa phát Mỗi niệm không quên Phải chăm chỉ nỗ lực mà làm Thế là cảm ứng liền sẽ hiện tiền Nếu không phải thật làm Vậy thì không thể nào Thật làm là gì vậy? Thật tâm học Niệm Phật phải thật niệm Thật niệm Niệm Phật có bí quyết Bồ Tát Đại Thế Chí Ở trong niệm Phật Duyên Thông Chương dạy chúng ta Tịnh niệm tương tục Câu phía trước là Gơm nhiếp sáu căn Tịnh niệm tương tục Đây là bí quyết của niệm Phật Gơm nhiếp sáu căn Câu nói này không dễ hiểu Đổi một câu thì bạn liền dễ dàng hiểu được Chính là buông bỏ dạng duyên Chính là cái ý này Sáu căn là gì vậy? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý Nhãn đem sắc buông bỏ Nhĩ đem thanh buông bỏ Thiệt đem vị buông bỏ Tỷ đem hương buông bỏ Thân đem xúc buông bỏ Ý đem pháp buông bỏ Chính là buông bỏ dạng duyên Buông bỏ dạng duyên Tâm của bạn liền định Bạn liền hồi phục được tâm thanh tình. tịnh Tịnh niệm tương tục Tịnh niệm là gì? Không hoài nghi Không sen tạp Đây chính là tịnh niệm Ngày nay chúng ta niệm Phật Nửa tin nửa nghi Đối với Phật Dường như thế giới Tây Phương cực lạc quá xa vời Chưa xem thấy trên kinh, kinh Phật nói được rất hay Rốt cuộc là thật hay là giả Tính tâm không đầy đủ Khi niệm Phật thì vọng niệm quá nhiều Rất nhiều sen tạp Chúng ta cũng có đồng tu thật làm Khi niệm Phật khi niệm Phật thì đóng cửa lại Gỡ bỏ chuông nhà Chuông điện thoại cũng gỡ luôn Hai giờ đồng hồ niệm Phật này Là hai giờ đồng hồ hoàn toàn đoạn tuyệt với bên ngoài Vậy thì đúng Bạn đang ngồi niệm Phật Chuông điện thoại reo vang lên Thì công phu bị mất hết Bạn phải có thể buông bỏ được cái bí quyết thứ ba là không thể gián đoạn đây là tương tục kết không gián đoạn này là trong tâm không gián đoạn cho nên nhớ phật niệm phật hiện tại tương lai nhất định thấy phật chúng ta phải chân thật tin tưởng tính tâm kiên định Có thể giảng sanh hay không Thèn chốt chính ngay chỗ này Niệm Phật giảng sanh Không cần phải học rất nhiều kinh giáo Kinh giáo là dùng để làm gì Kinh giáo giúp người niệm Phật Đoạn nghi sanh tính Ta không có nghi hoặc Ta đầy đủ lòng tin Thì ta có cần đọc kinh giáo hay không Không cần Một câu A-di-đà niệm đến cùng thì được rồi Lão tu hành Cầu giảng sinh Phần nhiều đều là tuổi tác đã lớn Chính mình tự biết ngày tháng không còn nhiều Bế quan niệm Phật Ở nơi tròi tranh niệm Phật Ở tròi tranh cũng gần giống như bế quan vậy Chính là đoạn tuyệt với duyên bên ngoài ta một lòng niệm phật cùng với ta ở chung một nơi học phật ngoại duyên của ta đã bỏ đi một số không có truyền hình không xem báo chí tạp chí cũng không giảm được rất nhiều việc thế nhưng vẫn còn có điện thoại còn có thư điện tử những thứ này vẫn là có quấy nhiễu nếu như chân thật niệm phật những thứ này đều không nên có được cũng có chút phước báo phước báo là có người đến chăm sóc đời sống của bạn giúp bạn làm hai bữa cơm giúp bạn giặt giũ quần áo liên hệ đối với bên ngoài do họ phụ trách tận sức không làm quấy nhiễu bạn để bạn chuyên tâm niệm phật mấy năm trước ba bốn năm trước Thẩm quyến có một cư sĩ Cư sĩ Hoàng Ba mươi mấy tuổi Ông nghe tôi giảng kinh Nghe đến thời xưa niệm Phật thành tựu Như trong giảng sanh truyền đã nói Trong tình độ Thánh Hiền Lục đã nói tuyệt đại đa số đại khái đều là ba năm thành tựu. ông liền muốn thử xem, ta bế quan niệm phật, bên ngoài thấy đều buông xả, chân thật chính là một bộ kinh di đà, ngoài ra thấy đều là phật hiệu, thử xem có thể thành tựu hay không. ông tìm đến hương tiểu lợi, hương tiểu lợi phát tâm hộ thất hộ trì ông Ông niệm được Hai năm mười tháng Biết trước giờ để giảng sanh Chứng minh trong Giảng sanh truyện Cùng tinh độ thánh hiền lục Là chân thật Không phải là giả Còn thọ mạng Cũng không cần Công phu ta thành tựu rồi Thấy được Phật A-di-đà thì liền đi Đây thật là Ông hiện thân nói Pháp cho chúng ta Và lúc đó tôi ở Hồng Kông Đến thẩm quyến chỉ có một giờ ngồi xe Nói rõ đây là sự thật Không phải là việc có Người thông thường khó ở chỗ nào vậy Khó ở bạn không thể buông xả Bạn vọng tưởng tạp niệm quá nhiều Trong lòng bạn không phải là Phật hiệu Trong lòng bạn là những việc dụng vặt Quá nhiều sự việc Đó mới gọi là chứng ngại chân thật Cho nên phải thật buông xả. Những việc bất thiện buông xả, những việc thiện cũng phải buông xả. Bạn mới có thể cầu sanh Tịnh độ. Sanh đến Tịnh độ. Thấy được A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu. Ở nơi đó thành tựu sẽ rất nhanh. Vì sao vậy? Bạn được quay thần của A Di Đà Phật gia trì. Bạn sẽ thừa nguyện tái sanh Rộng độ chúng sanh Vì lúc đó cái nguyện sẽ rất lớn Có phải là bạn đến hay không? Bạn liền lìa khỏi thế giới cực lạc Không phải Bạn vì sao mà đến? Phân thân ra mà đến Bạn có thể phân vô lượng, vô biên thân đến mỗi một thế giới khác nhau vì sao vậy mỗi một thế giới đều có duyên đối với bạn trong đời quá khứ bạn đều đã ở qua nơi đó không chỉ cái thế giới này vô lượng vô biên thế giới bạn ở trong vô lượng kiếp thảy đều đã ở qua đều có chúng sanh hữu duyên ở nơi nào chúng sanh có cảm thì liền đi đến nơi đó bạn liền có thể đồng thời phân vô lượng vô biên thân cũng giống như ở thế giới cực lạc vậy bạn ở thế giới cực lạc trong tình độ ba kinh nói với bạn thích ca mâu ni phật không biết nói lời giả dối mỗi câu đều là chân thật bạn mỗi ngày đều sẽ đi cúng dường mười phương Mười dạng ức chư Phật như lai Mười dạng ức Là nói một cách tổng quát Không phải là vậy Bởi vì cái thế giới này của chúng ta Cách giới thế giới cực lạc Là mười dạng ức cõi nước Phật Cho nên Phật nói Phật nói ra cái ý này Mười dạng ức cõi Phật Trong khoảng khải móng tay Bạn liền đến được Bạn đến thế giới cực lạc rồi Trở lại nơi này dễ dàng Không khó Phật nói ra là cái ý này kỳ thật không chỉ vậy. Hiện tại chúng ta đã học hoa nghiêm, bên đây học là ba cái châu biến, cái năng lực này bạn đến thế giới tây phương cực lạc, vô lượng vô biên cõi nước Phật, bạn lúc nào cũng có thể đi, đều là phân thân mà đi. A di đà Phật ở nơi đó nghe kinh nói pháp, bạn không thể rời khỏi. Bạn có thể phân ra vô lượng vô biên thân, đến vô lượng vô biên thế giới. Vậy mới gọi là đại tự tài Bà có ngưỡng mộ hay không? Có muốn hay không? Muốn Thật làm Thì cái đời này liền có thể đạt được Việc này không phải là giả Cư sĩ Hoàng Trung Sương Ở Thẩm Quyến Ông đã làm thử nghiệm giảng sanh Ông liền nhận được Cũng là nhìn thấu được cái thế giới này Không đáng để lưu luyến Đã dùng thời gian hai năm mười tháng thì thành công Cho nên công đức hộ thất là không thể nghĩ bàn Hộ thất hộ trì là thành tựu cho một người đi làm Phật Bạn nói xem cái công đức này bao lớn có công đức lớn như vậy Bạn chính mình Nếu có thể nắm lấy được Bạn liền sẽ được Phật lực gia trì Cái gì gọi là nắm lấy được Nhất định phải hiểu được Tùy hỷ công đức Phải hiểu được Sám trừ nghiệp chướng phải hiểu được Hằng thuận chúng sanh Cũng chính là nói Ngay trong đời này Tùy duyên tùy phận Không phan duyên Không dược phận Thành thật trung thực mà niệm Phật Phước đức của bạn liền giữ được Bạn có tam bảo gia trì Bạn đã từng thành tựu một vị Phật Đưa một người đến thế giới cực lạc là thật không phải là giả Bạn sẽ được chư Phật hộ niệm Nếu như bạn không giữ bổn phận Chính mình còn dùng hết cách Để đi phan duyên Vậy thì Phật Bồ Tát không gia trì bạn Vì sao vậy? Bạn chính mình có biện pháp Không cần đến ta giúp Phật Bồ Tát sẽ không đến Không phải không linh do bạn chính mình không cần các ngài. Bạn nói xây đạo tràng không có tiền, không hề gì. Bạn xây đạo tràng không phải vì chính mình. Là vì để hưng lòng chánh pháp. Là vì để cúng dường người chân thật học Phật, Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ chăm sóc, không cần phải lo nghĩ để hóa duyên, đưa ra chủ ý không tốt, không bình thường, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Quy củ phép tắc, người khác đưa tiền đến, như hàng quán trưởng lúc trước rất tốt có một năm qua năm mới, có một cư sĩ đem đến năm trăm ngàn để cúng dường thư viện Bà liền hỏi ông ấy, tiền của anh từ đâu mà có? Ông ấy nói, một mặt ông tích lũy, còn có chút ít là mượn được, đủ được năm trăm ngàn. Hỏi ông ấy, người nhà của anh có biết việc này hay không? Người trong nhà không biết được. Quán trưởng không tiếp nhận. Bảo mang về. Bạn chính mình tích lũy có thể mang đến để cúng dường tam bảo. Không được đi dai mượn. Dai mượn là sai lầm. Nếu như dai mượn mà lãi suất cao, vậy thì, thì bạn càng sai lầm. Làm gì có loại đạo lý này? Người nhà không biết được Nếu như biết rồi Người trong nhà sẽ rất không hài lòng đối với bạn Phải mau mang về Thiện tâm thiện ý cúng dường Phải nên điều tra rõ ràng Có nên nhận hay không không thể thấy tiền thì mở to mắt ra Bất cứ tiền gì cũng nhận Còn gì để đó không Vậy thì tạo tội nghiệp cá nhân chúng ta cả đời phải nên hiểu được cái đạo lý này phước báo hiện tiền sớm hay trễ có mạng có người tuổi trẻ thì phát rồi có người tuổi già thì mới phát người xưa dạy chúng ta tuổi trẻ phát tài không phải là tiền tài chân thật vì sao vậy nếu như không có trí tuệ ham muốn phước báo mà nói thì sẽ rất nhanh bị tiêu mất Phát tài tốt nhất là sau 40 tuổi Tuổi già 40 năm phát Họ có kinh nghiệm của cuộc sống Họ sẽ trân trọng phước báo của họ Họ có thể nắm lấy Hai ba mươi tuổi mà phát thì quá nhanh Luôn luôn là không đến được Bốn năm mươi tuổi thì họ đã tiêu hết Đó thật gọi là qua đớm hư không Cái đạo lý này không thể không hiểu. Cho nên chúng ta chân thật muốn cầu thiện tri thức, cầu Phật Bồ Tát cảm ứng, không gì khác hơn chính là chính mình thật tu. Thật làm. Triệt để buông bỏ, không dướng bận bất cứ thứ gì. Phật Bồ Tát sẽ chăm sóc. Thật có khó khăn, thật sẽ chăm sóc. Phương pháp này của tôi Là Đại sư chuyên gia dạy cho tôi Cả đời tôi được thọ dụng rất lớn Tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm Nếu như không phải quay thần tam bảo gia trì Quyết định không thể thông qua lão sư bảo tôi thật tu thật làm cả đời của bạn đều là phật bồ tát chăm sóc tôi có tràn đầy lòng tin đối với lão sư cho nên tâm của tôi là định thuận cảnh cũng tốt nghịch cảnh cũng tốt bởi vì tôi biết toàn là phật bồ tát an bài phật bồ tát giúp tôi nâng cao trong thuận cảnh quyết định không có tham luyến học cái này vậy mới có thể nâng cao trong nghịch cảnh quyết định không quán trời trách người không luận ở trong hoàn cảnh gì đều là cảm ơn cảm tạ an bài của phật bồ tát cũng giống như tiếp nhận Phật Bồ Tát khảo nghiệm đối với ta Mỗi lần khảo nghiệm ta đều có thể thuận lợi thông qua Dần dần Tương tận Giác ngộ ra Thân tâm thế giới Từ từ cũng buông bỏ Vậy mới được tự tại Bạn có dướng bận tự tại của bạn Từ đâu mà có Bạn có dướng bận Thì bạn không thể ra cõi sáo cõi Thì bạn không thể giảng sanh Do đây có thể biết Thỉnh chuyện Pháp Luân tương đối dễ dàng đây là tu đại phước báo thỉnh phật trụ thế là tu phước báo lớn nhất bồi dưỡng nhân tài bồi dưỡng sư chất luân lý đạo đức đây đều là đại phước báo Việc này, con người chúng ta có thể làm được thành công hay không? Không thể. Nếu như không được giá trị của tổ tông, giá trị của tam bảo, con người thì quyết định không thể làm được. Ngày trước, chúng ta vào năm 2006, 2007, 2008, trong 3 năm này, trong cái trấn nhỏ ở than trì đã làm thành công cái thực nghiệm chúng ta không dám dành công đó là cái gì vậy chân thật là cái đức của tổ tông nhờ tam bảo gia trì và thành công không phải con người làm được chúng ta có cảm ứng rõ ràng Ngày hôm nay chúng ta đem cái sự nghiệp này Giao cho chính phủ Chính phủ tiếp tục làm Cái công đức này bao lớn Ở nước ngoài Malaysia Họ đến than trì gửi học tập rất nhiều Hơn nữa trường học tiếng Hoa của họ Trường tiếng Hoa của Malaysia Có hơn 1.000 trường Hiệu trưởng của họ Có một hội công Cùng với trung tâm than trì Ký một hiệp định Giao lưu 5 năm Chính là giao lưu thầy giáo Thầy giáo của họ đến trung tâm để bồi dưỡng Thầy giáo của trung tâm đến Malaysia để dạy học Hiện tại họ chính thức thành lập Trung tâm giáo dục Văn hóa lưu giang Malaysia Ngày hôm trước Gọi điện thoại nói với tôi Ngày hôm 9 tháng này Chính thức khai giảng Ở giai đoạn trước Họ ở Cổ Tấn Bồi dưỡng thầy giáo Hai tháng Cũng là thầy giáo trung tâm Chúng ta đi giúp họ Bồi dưỡng thầy giáo của họ Hiện tại họ Ngày 29 tháng 5 chính thức khai giảng Cư sĩ Lý Kim Hữu nói với tôi Ông nói Chúng ta khai giảng trước Sau đó chọn ngày Cử hành chính thức lễ khai giảng Tổ chức lễ khai mạc Ông dời đến tháng 10 Nói với tôi Ông nói hiện tại Bởi vì vừa mới lên lớp khi quan cách bên ngoài đến không xem thấy được thành tích Giờ đến tháng 10 Có thời gian 4 năm tháng lên lớp Tất cả đều đã đi vào quỹ đạo Và lúc đó liền rất có ý nghĩa, rất có đạo lý Tháng 10 Chánh thức khai bạc thủ tướng của họ sẽ xuất tòa Chính là Người lãnh đạo quốc gia đến tham dự Là việc tốt Kim Hữu ngay trong một đời Sự việc này ông đã lập được đại công đức Vấn đề chính là duyên Gặp được cái duyên này Ông có thể nắm bắt xây dựng Chân thật Chân thật Có thể đói một sự nghiệp vĩ đại Cứu giảng văn hóa Truyền thống của chúng ta ở trên thế giới bạn nói xem có còn gì bạn hay không tương lai cái trung tâm này sẽ biến thành một tiêu điểm chú ý của toàn thế giới học văn hóa trung quốc đến malaysia để học bởi vì họ lấy tiếng anh làm chủ Đến Trung Quốc học còn phải cần phiên dịch Ở Malaysia họ có thể trực tiếp nghe giảng bài Chúng ta giúp đỡ là dùng trung văn Giúp cho những thầy giáo này Các thầy giáo dạy học có thể dùng tiếng Anh Dùng tiếng Ba Lai Thật là hiếm có Đây chính là Nói cơ hội này không nhất định là mỗi người đều có Sau khi gặp được rồi Bạn cần phải nhận biết Bạn phải có thể đắm lấy Bạn liền tu được đại phước báo Bạn liền xây được đại công đại nghiệp Bạn phải nên biết sự nghiệp này Người Trung Quốc Hơn hai dạng bốn ngàn họ Mỗi một tổ tông của một tánh họ Đều cảm kích bạn Bạn đem văn hóa truyền thống của lão tổ tông Hoàn toàn tiếp nhận Ở nơi giảng đài nho nhỏ và mở mang rộng lớn lợi dụng truyền hình khoa học kỹ thuật cao của hiện tại truyền phát đến toàn thế giới người có duyên chính là họ tin tưởng họ lý giải họ thật chịu làm ở giáo học từ xa giáo học từ không trung bạn nói xem cái lợi ích này bao lớn Chúng ta không thể không tán thán. Đây là việc mà chúng ta trong những năm qua đã sống qua hơn 80 năm rồi đi khắp nơi trên thế giới gặp được một người như vậy. Chúng ta xem thấy việc làm này của ông thành công rồi. Vô lượng hoan hỷ Ông mời tôi đến Tham dự Ngày chánh thức khai giảng Ông nói với tôi Ngày 29 Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục Của họ đến tham dự Lễ chánh thức khai mạc Thì đã định vào tháng 10 Người lãnh đạo quốc gia của họ Cũng sẽ đến tham dự Tức là hiếm có đây là một quốc gia Hồi giáo Xem trọng luân lý Đạo đức nhân quả cùng Giáo dục tôn giáo Có thể Cứu quốc gia Có thể Cứu xã hội Có thể Cứu thế giới Việc này vào năm 2005 Tôi quản Pháp ở Malaysia có cơ hội cùng với người lãnh đạo quốc gia nơi đó gặp được thủ tướng mahathet chúng tôi nói đến xúc tiến hòa bình an định của thế giới nhất định phải đoàn kết tôn giáo Nhất định phải xem trọng phổ cập toàn dân luân lý, đạo đức giáo dục nhân quả. Việc này đã qua 5 năm rồi. Năm nay là 2009. Không ngờ họ đã làm thật việc này làm cho chúng ta cảm thấy rất là phấn khởi họ làm thật một quốc gia làm thật sẽ có ảnh hưởng rất lớn ở nơi đó sau khi làm tốt rồi giới làm giáo dục của đài loan có thể đến malaysia để tham quan để khảo sát ở khu vực đông nam á thái lan singapore malaysia ấn độ tôi tin tưởng rất nhanh họ sẽ làm những nơi đó trong những năm qua tôi cũng thường hay lui tới quan hệ với họ cũng rất tốt Tôi biết rõ họ đều có ý muốn làm Cho nên Malaysia đã khởi đầu được rất tốt Chúng ta thấy được thế giới này có tiền đồ Cái thế giới này không giống như những người nước ngoài nói là ngày tàn Họ xem không chuẩn Lòng người đang không ngừng dương đến cái thiện Trung Quốc đại lục cũng không ngoại lệ Trung tâm Lô Giang đang hồi phục làm Có thể thấy được Đây không phải chỉ là khẩu hiệu thôi Cũng là thực tiễn chân thật mà làm Bởi vì luân lý đạo đức giáo dục nhân quả Làm cho họ có được Năm ngàn năm về trước được bình an thịnh trị khi tôi phát biểu cũng thường hay nói đến chúng ta có giáo học trí tuệ có phương pháp giáo dục có quan niệm lý luận tốt có hiệu quả thù thắng đây là việc rất khó được không thể nào xem thường có được cái nền tảng này Chúng ta lại tiếp tục học Phật Phật là giúp chúng ta Hướng lên trên thêm một tầng Nâng lên Đến hồi quy tự tánh Đó gọi là viên bản thành Phật Tự tánh là Vô thượng chánh đẳng chánh giác Đây là tự tánh vốn đầy đủ Chỉ cần đem phiền não tập khí buông xả Phiền não tập khí là chướng ngại Chính là buông bỏ Chúng ta đối với thỉnh chuyển pháp luân thỉnh phật trụ thế cái ý nghĩa này chân thật rõ ràng rồi liền biết được chính mình phải nên làm gì chúng ta ngay đời này đến thế giới này là có sứ mạng Cái sứ mạng này là cái gì? Nâng cao linh tánh của chính mình Ngay trong một đời này Chúng ta khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Phải nâng lên đến thanh tịnh không nhiễm thuần thiện thuần tình rất khó được rất thù thắng là gặp được pháp môn tịnh độ việc này đích thật chân thật là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp lời nói của cương sĩ Bàn đế thanh không có chút nào giả dối vô lượng kiếp đến nay một nhân duyên hy hữu khó gặp được chúng ta gặp được rồi gặp được phải biết trân trọng gặp được quan trọng nhất là bạn phải nhận biết bạn phải biết rõ không dễ gì gặp được phải cố gắng mà nắm lấy ở ngay trong một đời này quyết định thành tựu đó chính là phải nỗ lực tu pháp sám hối đoạn ác tu thiện ngày ngày đọc kinh đương nhiên người tu tình độ chúng ta kinh di đà thường niệm kinh vô lượng thọ thường niệm rất tốt tôi khuyên mọi người chúng ta vẫn phải đọc thêm đệ tử quy cảm ứng thiên không nhiều Hai loại này số lượng không nhiều Đọc loại này để làm cái gì? Đọc loại này để phản tỉnh Kiểm thảo Lỗi lầm của chính mình Ngày hôm nay ta có làm việc gì sai? Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm của ta có sai lầm hay không? Lấy loại này để đối chiếu Vừa so ra thì liền tường tận cho nên hai loại này cũng giống như tấm gương vậy mỗi ngày sớm tối đối chiếu một chút buổi sáng đối chiếu nhắc nhở chính mình không nên phạm lỗi lầm buổi tối đối chiếu phản tỉnh có vi phạm hay không khi có vi phạm thì thay đổi tự làm mới dùng hai loại này để giúp chúng ta niệm phật tốt đây gọi là trì giới niệm Phật. Không thể xem thường. Năm cuối triều nhà Minh. Đại sư Điên Trì dùng cái phương pháp này. Đây là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ tông chúng ta. ở trong liên trì đại sư toàn tập có ngày không gọi là công quá cách ngày gọi là tự tri lục ngày đây chúng ta học không cần dùng tự tri lục đó là người xuất gia dùng chúng ta dùng đệ tử quy dùng cảm ứng thiên thì tốt rồi hai loại này có lợi ích chân thật Đối với người hiện tại chúng ta Chúng ta ở Lô Giang Dạy học thành công Chỉ thời gian rất ngắn Làm cho cái chấn nhỏ than trì Đã thay đổi được rất lớn Người người đều có thể tìm lại Lương tâm Của mình Mọi người đều không muốn làm việc xấu Cảm thấy làm việc xấu là hổ thẹn Là xấu hổ Cho nên cả thảy phong khí xã hội thay đổi Khi vừa bước vào khu vực đó Bạn liền cảm thấy khác biệt với cái nơi khác Dùng cái gì? Đệ tử quy Cảm ứng thiên bởi vì là tôn giáo Tôn giáo thì ở Đại Lục không có Ở trong xã hội phổ biến tuyên dương Chỉ hạn chế ở đạo tràng tôn giáo Ở Đài Loan thì không có hạn chế này Đài Loan thì mọi người đồng thời cùng học Đệ tử quy học cảm ứng thiên Cùng học hai thứ Cái góc này sau khi đã cấm xuống được rồi Lại học thập thiện nghiệp đạo Thì thiết thật rồi Thực tế mà nói Bởi vì giáo dục nhân quả Ở vào ngày nay Mà nói là vô cùng quan trọng Là căn bản của căn bản Không có giáo dục nhân quả Chính là tập thiện nghiệp đạo Cùng đệ tử quy Tôi cảm thấy không được thiết thực Vì sao vậy? Khi danh vọng lợi dưỡng lớn xuất hiện Bạn có động tâm hay không? E là không giữ được thế nhưng hiểu được nhân quả thì không có vấn đề hiểu được nhân quả liền biết được một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định trong bạn không có thì bạn không thể cầu ngày nay bày ra ngay trước mắt một trăm tỷ đô có động tâm hay không ta có thể làm được không động tâm vì sao vậy ta không có cái mạng đó nếu ta cầm được số tiền đó thì tai nạn liệt đến đây là thật trong mạng của bạn không có địa vị cao như vậy hôm nay mời bạn làm một bộ trưởng bạn có dám làm hay không trong mạng của bạn không có cái địa vị này đến e rằng không qua khỏi một hai tuần lễ thì bạn liền gặp việc không bay vì trong mạng của bạn không có con người nếu như biết được vận mạng của chính mình liền sẽ an phận thủ thường cũng giống như viên liễu phàm vậy Cho nên liễu phàm tứ quấn Đọc thêm vài lần thì sẽ rất tốt Tâm của bạn định Trước khi tôi tiếp xúc Phật Pháp Lão cư sĩ Chu Kính Vũ Đưa cho tôi một quyển liễu phàm tứ quấn Tôi xin nói với các vị Tôi xem quyển sách này Xem được rất là thích thú Tôi cũng là một mạch xem liền 30 lần Đại khái đã dùng hai ba tuần lễ Xem qua từng lượt từng lượt Xem đến 30 lần thì ấn tượng rất sâu Tại vì sao tôi có thể có hứng thú lớn đến như vậy Xem được nhiều lần như vậy Bởi vì vật bạc của tôi cũng gần giống như viên liệu phàm vậy Nhưng tâm bệnh tập khí của ông tôi đều có đủ Ông còn có một số chỗ tốt Còn tôi không có cho nên tôi xem đến chảy nước mắt Mỗi lần xem đều chảy nước mắt Tôi phải học tập với ông ấy Biết được Một bữa ăn một ngụm nước Đều do tiền định Trong bạn có không cần cầu Đến lúc thì tự nhiên sẽ đến Bạn cầu cũng chẳng qua là Đến sớm hơn một chút mà thôi Đâu cần thế Để cho nó tự nhiên thì tốt hơn Tại vì sao phải muốn sớm hơn không có dùng bất cứ phương pháp gì cũng không cầu được vậy cần gì phải cầu trong bạn không có bạn có được không phải là phước bạn có được là tai nạn không dám đụng đây là chân thật hiểu được chỗ tốt của nhân quả báo ứng loại hạn chế này có sức ràng buộc Lớn hơn nhiều so với pháp luật Là từ ở trong nội tâm của bạn Bạn đã chú định rồi Sẽ không vọng cầu Người khác đưa cúng dường đến cho tôi Tôi có dám cầu hay không? Tôi không dám cầu Chúng ta là ở trấn nhỏ than trì Và lúc đó vẫn chưa khởi lên ý niệm Vì lúc đó có một cư sĩ Cũng là người Malaysia Cũng là một nhà doanh nghiệp Cha của ông qua đời Có một buôn bán nhỏ Kỳ thật họ buôn bán rất nhiều Việc buôn bán này là ở Hồng Kông Họ kinh doanh một công ty tạo vận chuyển Anh em chị em đều không chịu làm khi phụ thân qua đời Nên đem công ty này bán đi Bán đi chia tiền cho mọi người Ông được chia 900 vạn Mỹ Kim Đến nói với tôi Nhận được di sản của phụ thân 900 vạn Mỹ Kim này Muốn giao cho tôi Nói với tôi tốt nhất có thể dùng Vào sự nghiệp giáo dục Tôi nói tốt Tiền tôi không hề xem thấy Tôi cũng chưa sợ đến Tôi nói tốt Cùng vừa lúc mọi người nói đến Trung tâm văn hóa Lô Giang Xây dựng trung tâm này đại khái cần 500 dạng Mỹ Kim Ông lập tức chuyển 500 dạng đến trung tâm đó Để họ xây dựng cái trường học này Ngoài ra 400 dạng Tôi bảo ông chuyển cho Cư sĩ Du Bổn Sư Để làm phim truyền hình Hoặc là làm phim điện ảnh những phim nói về dân quả báo ứng dường như ông đã làm liễu phàm tứ huấn tôi hy vọng ông ấy làm du tịnh ý ngộ táo thần ký cảm ứng thiên đêm đó biên soạn thành phim kịch dài tôi đi làm những thứ này tôi dạy ông ấy phương pháp cách dùng tiền như thế nào thì được rồi tôi không có xem thấy tôi cũng không có đụng đến tôi không có được phước báo lớn đến như vậy không thể tiếp nhận Cho nên Người phải an nơi bổn phận Thì bạn sẽ không có lỗi lầm Đời sống của bạn liền rất an vui Liền thường sanh tâm hoan hỷ Bạn không có lo lắng Bạn không thể nào có tai nạn Cho dù gặp phải kiếp nạn Cũng không hề khiếp sợ vì sao vậy con người không có sanh tử sanh tử là nhục thân chúng ta nghĩ xem ngay đời này đời quá khứ không biết ngay đời này khởi tâm động niệm lời nói việc làm không hề hại người nào không hề làm qua việc xấu không thể giảng sanh thế giới tây phương cực lạc đời sau cũng là cõi trời cũng sẽ không đi đến ba được ác bạn nói xem họ vì sao mà không khoan hỷ Cho dù là chết Cũng là rất khoan hỷ Ngay đời này là nhân Đến đời sau là quả Trên kinh Phật giảng được rất rõ ràng Muốn biết Nhân đời trước Thì xem quả đời này đang nhận Quá khứ ta đã tạo ra cái nhân gì Thì chính là ngay đời này nhận Muốn biết quả đời sau Xem cái nhân đời này đã tạo Nếu bạn muốn đời sau có được cái quả báo gì Ngay trong đời này khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Bạn thử nghĩ xem Nếu như là thiện Là đại thiện Vậy thì phước báo đời sau sẽ thật to Phước báo quá lớn thì nhân gian không có Vậy thì lên trên trời Dục giới có sáu tầng Cõi dục có sáu tầng vì chúng ta nghĩ xem Cái phước báo ngay đời này đã tu Sẽ không ở trời đau lợi Phải ở trên trời đau lợi Càng hướng lên trên cao Phước báo càng lớn Cho nên bạn mới chân thật Tràn đầy hoan hỷ tai nạn Cho dù có tai nạn Có cái tâm lo sợ hay không Không có chút lo sợ nào Không luận là tai nạn gì Cũng bình an vô sự Tôi không hề trốn tránh tai nạn Nơi nào có tai nạn Thì tôi đi đến nơi đó Chỉ cần lòng người ở khu vực đó có thể chuyển đổi tai nạn liệt có thể quá giải cũng như thí nghiệm nước của tiến sĩ giang bụng thắng đã làm ra chứng minh thiết thực nhất lòng người chúng ta là thiện hoàn cảnh ở nơi đây hoàn cảnh của đại tự nhiên không có thứ nào là bất thiện trên kinh phật nói cảnh tùy tâm chuyển sơn hà đại địa bên ngoài hoàn cảnh vật chất là từ tâm người chuyển khi lòng người lương thiện không có động đất cũng không có bão tố tự nhiên tai hại đều không có nó sẽ không xảy ra ở nơi đây cho nên chúng ta đối với giáo huấn của chư phật bồ tát cổ thánh tiên hiền nhất định phải có lòng tin Khi tai nạn phát sanh Thì bất thiện cộng nghiệp chiêu cảm Thái bình thành thế Là do mọi người thiện Nên cộng nghiệp cảm được Không ở bên ngoài Cho nên cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta Hành hữu bất đắc Phản cầu chưa kỹ Lời nói này giảng nói được rất có đạo lý Bên ngoài tai nạn xảy ra nhưng là ở trong tâm không ở bên ngoài bạn từ trong nội tâm mà tìm bạn mới có thể giải quyết được vấn đề gần đây hồ tiểu lâm ở thanh đảo đã có buổi diễn giảng tôi có xem qua đạo tràng này của chúng ta có thời gian Đêm đó phát chiếu nhiều lần để mọi người xem qua ông có những thể nghiệm rất sâu sắc đối với những phương diện này rất khó được đây là một người chân thật học phật làm thế nào học phật làm thế nào tu hành làm thế nào đời sống được hạnh phúc vĩ mãn ngay hiện tại làm thế nào nắm được Thế giới Tây Phương Cực Lạc Bạn nghe qua Những gì ông ấy nói Ông ấy nói Thực tế ra mà nói Đều là chính ông ngày ngày đang làm Cho nên ông nói được rất sinh động Ông không hề có viết bản thảo Rất cảm động người Sau cùng ông còn có một buổi giải đáp vấn đề Cũng trả lời được rất hay Tôi vẫn chưa xem hết được Tôi mới xem có phần nữa Rất tinh túy Cho nên tôi xem Ông có thời gian hay không? Có thời gian mời ông đến Đài Loan Tịnh tông học hội các nơi chúng ta đến giảng dạy qua Tôi tin tưởng sẽ giúp mọi người Nâng cao tìm lòng tin Đây là một tấm gương tốt cho người học Phật chúng ta. Ông chính mình rất kiêm tốn. Đây là chính xác. Không hề có chút tạp khí ngạo mạn. Đây chính là chỗ tốt của ông. Chân thật là chỗ đắc lực. phía sau vẫn còn mấy phút để chúng ta tiếp tục nhấn mạnh một câu nói quan trọng thường tùy phật học không thể gián đoạn gián đoạn thì công phu bị hư phải bắt đầu vào từ chỗ nào vậy? Tịnh trong học hội chúng ta thành lập, nêu ra năm khóa mục chúng ta từ nơi năm khóa một này mà tu học. Cái thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Trong tình nghiệp tam phước Bao gồm cả ba cái nền tảng do thích đạo Cho nên nhất định phải làm từ trong nhà Bạn phải làm cho tốt quan hệ đối với cha mẹ Làm cho tốt mối quan hệ vợ chồng Làm cho tốt mối quan hệ với con cái bạn phải làm tốt từ trong nhà học phật người cả nhà hạnh phúc dùng cái phương pháp gì vậy dùng đệ tử quy dùng cảm ứng thiên thì tốt rồi cho nên hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng chính là đệ tử quy từ tâm bất xác chính là cảm ứng thiên Câu sau cùng Tu thập thiện nghiệp Câu đầu tiên Chính là Ba cái nền tảng của do thích đạo Làm tốt được việc này rồi Sau đó lại Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm quay nghi Thì rất dễ dàng học Thâm tính nhân quả Độc tùng đại thừa Khuyến tấn hành giả Còn phía trước là Phát tâm bồ đề Đây là nguyên tắc chỉ đạo tối cao Sau đó chúng ta cùng ở chung với mọi người Phải biết tu sáu phép hòa Sáu phép hòa làm thế nào để tu Ta hòa với tất cả mọi người Không nên yêu cầu người khác hòa với chúng ta Yêu cầu người khác hòa với ta thì sai rồi vĩnh viễn không có được hòa thuận. Ta hòa với mọi người Tất cả làm từ nơi ta Vậy thì có thể làm đến được ta làm để ảnh hưởng người khác không phải người khác để ảnh hưởng ta đây là thật học phật thật làm hồ tiểu lâm chỉ có hai năm rưỡi làm được thành công bí quyết của ông chính ngay chỗ này là làm từ chính mình không yêu cầu người khác ông đã làm thành công làm ra tấm gương để cho chúng ta xem sáu phép quà là quan trọng có được cái nền tảng này bạn mới có thể học phật tam học Lục độ mười nguyện phổ huyền Mới có thể làm đến được viên bản Đây là đồng tu tình tâm chúng ta Tôi đề xướng năm cái khóa mục này Là quy phạm ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Chúng ta phải làm cho được Đây chính là đệ tử tốt nhất của Thế Tôn Nhất là sáu phép quà phải làm cho được Chư Phật hộ niệm long thiên thiện thần ủng hộ nếu như đài loan chân thật có được cái đạo tràng như thế này đài loan cái khu vực này sẽ không gặp tai nạn thiên tai nhân họa đều sẽ không có hy vọng các đồng tu chính mình phải cố gắng nỗ lực cùng đồng đem phật pháp chánh pháp kiến lập ở nơi đây hôm nay thời gian đã hết rồi chúng ta học tập đến đây thôi A di Đà Phật cẩn dịch, vọng Tây cư sĩ địa chỉ email vọng Tây cư sĩ a gmail.com người đã hạnh quang phát tâm cúng dường do giống hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật